Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Hiện nay là đã bước sang tháng 5 năm 2022. Thì về cơ bản là các cái doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 của năm 2022 rồi. Thì trong cái nội dung của cái chương trình này, tôi sẽ cập nhật cái kết quả kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn FPT đến quý vị. Thì về tổng quan thì chúng tôi sẽ đánh giá dựa trên 3 cái yếu tố. Đầu tiên là tổng quan qua về công ty để cho những cái anh chị mà chưa từng theo dõi các clip của AZFIN Việt Nam có thể nắm được các cái thông tin cơ bản đầy đủ liên quan đến cái tập đoàn FPT này. Và thứ hai là đánh giá cái tình hình doanh nghiệp trong cái quý 1 năm 2022 ra sao. Và thứ ba là đưa ra những cái nhận xét đánh giá về cái định giá cũng như cái câu chuyện đầu tư cho 2022 và những cái năm xa hơn trong tương lai. Thì đầu tiên là về cái tổng quan về FPT. Thì FPT giá đóng cửa là 103.600 đồng ở cái thời điểm chúng tôi làm slide này. Khối lượng cổ phiếu giao dịch là 907 triệu, vốn hóa là khoảng độ 109.000 tỷ đồng. Khối lượng khớp trung bình 10 phiên là 3.8 triệu. Ngành nghề kinh doanh chính đó là công nghệ thông tin, viễn thông và giáo dục. Giới thiệu chung FPT là cái tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu Việt Nam với vị thế số 1 về lĩnh vực công nghệ thông tin và là một trong 3 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất trên cái thị trường Internet băng thông rộng. Bên cạnh đó thì FPT cũng có cái kênh truyền hình của FPT riêng, đúng không ạ? Đó, và cái mảng giáo dục thì có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam với cái quy mô sinh viên quy đổi lên đến cả 100.000 sinh viên mỗi năm. Và với chiến lược toàn cầu hóa, doanh thu từ thị trường quốc tế của FPT đã đạt cái tăng trưởng kép lên đến 24% trong 3 năm qua. Tức là tăng trưởng cao hơn khá nhiều so với trung bình chung của tập đoàn là khoảng độ 19-20%. Thì nó cho thấy rằng FPT đã và đang phát triển rất mạnh ở cái thị trường quốc tế. Còn về cơ cấu cổ đông thì tập đoàn FPT là một trong số ít những cái công ty hàng đầu Việt Nam luôn được các nhà đầu tư nước ngoài săn đón. Chính vì thế luôn luôn full cái giới hạn, cái room được sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 49%. Và các nhà đầu tư nước ngoài cũng luôn sẵn sàng được mua cái cổ phiếu FPT của những nhà đầu tư nước ngoài khác với cái giá gọi là giá premium, tức là giá cao hơn so với thị giá cả chục phần trăm. Rồi là cổ đông nội bộ của FPT đâu đó chiếm khoảng 15%, tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước chiếm khoảng 6%, còn lại 30% là các cái cổ đông trong nước khác, thì bao gồm rất nhiều các cái quỹ đầu tư uy tín. Về cơ cấu doanh thu thì mảng công nghệ thì chiếm khoảng 57%, mảng viễn thông chiếm 36%, mảng giáo dục, đầu tư và khác chiếm 7%. Còn về cơ cấu lợi nhuận trước thuế thì mảng công nghệ chiếm 43%, viễn thông 40% và giáo dục đầu tư khác thì là 17%. Tuy nhìn thế này nhưng mà do FPT nắm 100% của cái mảng công nghệ trong khi chỉ nắm khoảng 45% của mảng viễn thông thôi. Chính vì thế cái đóng góp lợi nhuận thực tế cho cái cổ đông sở hữu tập đoàn FPT này của mảng công nghệ thì nó lên đến khoảng độ 53-54% cả. Con số rất lớn. Và mảng viễn thông thì đâu đó đóng góp khoảng hơn 20% mà thôi. Đúng không? Như vậy là tôi đã tổng quan về cái tập đoàn FPT. Tiếp theo về cái đánh giá về cái tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 1 năm 2022 này. Thì đầu tiên là tăng trưởng doanh thu tập đoàn là lên đến 28,3%. Đúng không ạ? Doanh thu hoạt động tài chính thì cũng có một cái sự tăng trưởng khá mạnh, từ 325 tỷ lên 416 tỷ trong quý 1 này, so với quý 1 cùng kỳ. Thì chi phí thì cũng tăng lên đồng thời. Thì FPT có một cái hoạt động rất là mạnh, đó là hoạt động kinh doanh nguồn vốn. Họ có cái nguồn doanh thu từ nước ngoài về. Thế thành ra họ có thể vay đô trước với cái lãi suất rất thấp, chuyển ra tiền Việt và gửi với lãi rất rất cao. Sau đó khi tiền doanh thu về thì họ lại dùng cái đó trả cho những khoản vay. Và họ được ăn chênh ghép rất cao, có thể lên đến 5%. Thì mảng này đóng góp cũng tương đối lớn cho FPT mà không phải mất nhiều chi phí vận hành. Và lợi nhuận nó mang lại, tôi tin rằng cũng tương đương với khoảng độ vài ngàn nhân sự làm công nghệ. Đấy. Còn lợi nhuận sau thuế
của cổ đông công ty mẹ thì tăng 36,7%, thì đây là một trong những quý có cái mức tăng trưởng rất mạnh mẽ, thì đóng góp vào cái sự tăng trưởng khá tốt này thì có thể kể đến đó là nhờ cái mảng công nghệ tăng tốt, rồi là nhờ các cái công ty liên kết tăng tốt, ví dụ như FRT chẳng hạn có cái lợi nhuận tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái. Và cái doanh thu theo khối thì cái công nghệ thì vẫn chiếm rất cao, đúng không ạ, chiếm tới 5.593 tỷ, tăng tới 34,6%, phải nói là một cái mức tăng trưởng rất mạnh mẽ từ cái mảng công nghệ thông tin nhờ cái xu hướng chuyển đổi hóa và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, rồi cả chính phủ, rồi chính quyền địa phương, vân vân, nó đồng bộ, nó mạnh mẽ. Rồi là mảng viễn thông thì chỉ tăng 18,7% với 3.471 tỷ. Mảng giáo dục đầu tư thì tăng 31,7% với 667 tỷ. Thì có thể thấy rằng ba mảng này có một cái sự tăng trưởng đều rất là mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, đúng không ạ? Còn lợi nhuận theo khối thì mảng công nghệ thông tin đạt 770 tỷ tăng 39,2%, cho thấy một cái sức tăng trưởng quá mạnh mẽ luôn. Điều này có được nhờ năm 2021 thì FPT ký được những cái hợp đồng, ký được những cái đơn hàng trước tăng trưởng rất cao, thì nó sẽ phản ánh vào cái kết quả của cái quý 1 cũng như quý 2 này, đúng không ạ? Rồi mảng viễn thông thì đạt 701 tỷ, tăng 22,7%. Mảng giáo dục đầu tư thì đạt 308 tỷ, tăng 15,1%. Đó, dòng tiền chi trả cổ tức hàng năm của FPT là một trong tập đoàn hiếm hoi ở Việt Nam có cái mức chi trả cổ tức cao, bền vững, tăng trưởng hàng năm, tăng trưởng hàng năm. Thì chúng ta nhìn thấy ở trên đây có năm 2018 nữa, còn cao hơn 2019 một tí, là do cái năm 2017 thì FPT có bán cổ phần tại hai cái công ty con, đó là công ty FPT Distribution Connect, công ty chuyên về phân phối bán buôn, và công ty bán lẻ là FPT Shop đấy, FRT đấy. Thì khi bán hai cái thằng được thu được một lượng tiền rất lớn, thì FPT trả cổ tức hơi cao một chút cho năm đó, nhưng mà từ các năm sau thì nó vẫn có sự tăng tiến, tăng trưởng rất tốt, rất tốt, đúng không ạ? Thì như vậy là có thể kết luận rằng cái kết quả kinh doanh toàn tập đoàn quý 1 tăng trưởng rất xuất sắc ở mức cao, và mục tiêu cao nhất là đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, thì doanh nghiệp luôn uy tín và duy trì cái tỷ lệ cổ tức lên đến 21,5% một năm, và năm nay với cái việc trả cổ tức 20% thì cổ tức năm sau sẽ tăng trưởng cao hơn rất nhiều. Cái con số đỏ, đúng không? Rồi về cái khả năng sinh lời của mảng công nghệ ở nước ngoài thì đây là một cái phần đóng góp rất quan trọng đối với FPT, cũng như là cái phần khẳng định cái chiến lược toàn cầu hóa của cái công ty này. Thì doanh thu theo thị trường thì với Nhật Bản vẫn là chiếm lớn nhất, 41%, với 1.692 tỷ, nhưng mà có sự tăng trưởng chậm lại đáng kể từ năm 2021 đến nay với việc tăng trưởng có 8,8%, đúng không ạ? Rồi thị trường Mỹ đang nổi lên là một ứng cử viên thay thế cho cái vị trí lớn nhất của Nhật với việc tăng trưởng tới 60,7%, đạt 1.363 tỷ. Sở dĩ đạt được cái kết quả rất ấn tượng ở thị trường Mỹ trong thời gian gần đây là vì trước đó năm 2017-18 thì FPT đã mua cái thằng Intellinet ở bên Mỹ, và cái thằng đó thì nó làm cái nhiệm vụ tư vấn thiết kế, từ đó kéo lại các cái công việc cho FPT rất nhiều, và cái uy tín của FPT ngày càng cao trên trường quốc tế, thành ra họ đã đấu thầu được những cái dự án rất lớn, đúng không? Rồi ở khu vực châu Âu thì 325 tỷ tăng 31,9%, khu vực châu Á Thái Bình Dương trừ Nhật Bản thì đạt 731 tỷ tăng 41%. Thì có thể thấy rằng Nhật Bản vẫn là số 1, nhưng nó đang giảm dần vị thế, và Mỹ đang dẫn đầu về cái tốc độ tăng trưởng, rồi là đến châu Á Thái Bình Dương khác. Nó cho thấy rằng cái sự phụ thuộc tập trung vào Nhật Bản nó cũng sẽ dần giảm bớt. Doanh thu chuyển đổi số thì đạt tới 1.648 tỷ, tăng tới 96,2%. Thì chuyển đổi số là một cái lĩnh vực có thể mang lại cái biên lợi nhuận cao và có thể mở rộng mạnh, và cái việc tăng trưởng như thế này rất ấn tượng. Doanh thu khối công nghệ nước ngoài nói chung là tăng 28,3%, từ 3.169 tỷ của quý 1 năm 2021 lên 4.065 tỷ của quý 1 năm 2022. Thì cái doanh thu chuyển đổi số thì tập trung vào các cái công nghệ mới như điện toán đám mây tăng 308%, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu tăng 200%, low code tăng 137%, đúng không ạ? Đó, thì có những cái điều rất đáng chú ý
mà các anh chị cần phải lưu ý đây. Đó là có tới 7.057 tỷ đồng doanh thu kỳ mới. Tức là nó sẽ mang lại doanh số cho các cái quý sản cuối năm và đầu năm tới chẳng hạn. Đúng không ạ? Và có tới 81 khách hàng đóng góp doanh thu trên 500.000 đô mỗi khách, tức là quy mô khoảng 11-12 tỷ đấy, thì tăng 30,6%. 31 khách hàng đóng góp doanh số trên 1 triệu đô, tăng 47,6%. Điều này cho thấy cái vị thế và quy mô của FPT ngày càng lớn, khi nhận được các đơn hàng ngày càng cao của các doanh nghiệp ngày càng lớn. Đúng không ạ? Có tới 107 dự án semi mega, đúng không? Tức là 500.000 đô trở lên, tăng 37%. 54 dự án mega, tức là trên 1 triệu đô, tăng 92,8%. Và 7 dự án lớn trên 5 triệu đô, tăng 75% so với thời gian trước. Một cái sự rất ấn tượng. Tiếp theo về cái mảng công nghệ thông tin trong nước, thì doanh thu các cái sản phẩm Made by FPT, AKBot, AKChain và rất nhiều thứ. Rồi bên cạnh đó thì có các cái sản phẩm mới nhờ M&A chẳng hạn. Rồi doanh thu mảng công nghệ trong nước thì tăng 50,3%. Lợi nhuận trước thuế và biên lợi nhuận trước thuế của khối công nghệ trong nước. Đó, thì chúng ta có thể thấy lợi nhuận trước thuế tăng rất mạnh. Đúng không ạ? Tăng tới 75,5%. Và biên lợi nhuận thì cũng tăng từ 5,88 lên 6,95%. Tuy nó đóng góp thực sự là chưa đáng kể, chưa nhiều, nhưng nó cũng cho thấy cái sự tiến triển ở trong nước, tức là cái sân nhà của FPT. Đúng không ạ? Thì doanh thu thì các cái sản phẩm Made by FPT là đang tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Nó cho thấy một cái sự trưởng thành cũng như cái giá trị gia tăng cao hơn của cái tập đoàn này. Rồi là nhu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động các cái tổ chức kinh tế thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ của công nghệ trong nước. Thì có thể nói là năm vừa rồi thì FPT cũng thực hiện rất nhiều các cái dự án mà gây dựng được cái tiếng vang rất lớn. Ví dụ như là dự án 100 ngày đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh chẳng hạn. Và đã giúp cái sở này thoát khỏi cái tình trạng nghẽn lại, dừng hình. Rồi là chuyển đổi số cho Cotecon, công ty xây dựng số 1 Việt Nam, cho 100 ngày. Đấy là những cái chứng minh cái năng lực của FPT rất tốt và gây ra cái tiếng vang rất cao. Và cái khả năng sinh lời của mạng viễn thông và giáo dục thì như thế nào? Thì mảng viễn thông thì mảng dịch vụ viễn thông chiếm cơ cấu doanh thu lợi nhuận thứ hai, chỉ sau mảng công nghệ mà thôi. Nó cũng rất quan trọng. Lợi nhuận từ mảng truyền hình, pay TV khiến biên lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ viễn thông dần cải thiện. Và trước đây cái mảng truyền hình thì nó phải gánh lỗ những năm trước, thì bây giờ nó đã có lãi và khi nó có lãi thì nó lại có cái sự tăng trưởng tốt. Đúng không? Doanh thu hoạt động kinh doanh thì tăng 18,4%, thì bao gồm hai cái cấu phần chính, một là dịch vụ băng thông, hai là dịch vụ khác. Băng thông tức là dịch vụ internet mà chúng ta hay dùng này. Đó, thì quý vị có thể nhìn thấy hai cái này đều tăng trưởng tốt, đặc biệt là các dịch vụ khác. Biên lợi nhuận trước thuế mảng viễn thông thì có cái sự tăng tiến từ 18,65% quý 1 năm 2021 lên 19,07%. Biên lợi nhuận trước thuế mảng khác thì cũng tăng từ 11,3 lên 14,5. Nhưng mà có cái biên lợi nhuận từ dịch vụ băng thông thì nó có sự sụt giảm từ 24,1 xuống 23%. Đó, do cái việc cước viễn thông thì trong cái thời gian vừa qua rất khó tăng. Do cái dịch bệnh Covid nó khó khăn, họ rất khó để tăng, rất khó tăng, trong khi chi phí thì nó vẫn khó tăng. Tuy nhiên nhìn tổng chung lại thì biên lợi nhuận của nó vẫn có sự tăng trưởng tốt, không lớn nhưng mà tốt. Về mảng giáo dục thì trường đại học FPT ngày càng nhận được cái tín nhiệm của học sinh Việt Nam nhờ chất lượng đào tạo và định hướng một cách rõ ràng. Các cái trường liên cấp cũng rất tốt. Doanh thu giáo dục của FPT tăng tới 38% trong năm 2021. Thì với cái nhu cầu cao đối với lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như là uy tín của nhà trường thì đã thu hút được cái lượng học viên học sinh rất lớn. Có thể nói nếu mà tính cái số lượng học viên quy đổi thì FPT cũng nằm top đầu Việt Nam trong những cái trường đào tạo nhiều nhất, cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Công nghiệp. Đó, về doanh thu giáo dục thì trong 3 tháng đầu năm cũng tăng 38%, khá là ấn tượng, đạt tới 961 tỷ trong 3 tháng. Tức là quý vị hãy tưởng tượng rằng là mỗi tháng là đạt hơn 300 tỷ. Đúng không? Tức là mỗi ngày doanh thu từ mảng giáo dục là mười mấy tỷ. Không hề nhỏ. Thì có thể nói về mảng giáo dục thì FPT có cái doanh thu chắc là lớn nhất Việt Nam.
Đúng không? Rồi tiếp theo là về cái câu chuyện về định giá và đánh giá về cái triển vọng đầu tư. Thì dự báo năm 2022 kết quả kinh doanh của FPT sẽ có sự tăng trưởng mạnh đến từ mảng công nghệ trong thông tin trong nước và nước ngoài, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 25%. Mảng viễn thông thì tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng hơn 10% một chút. Mảng giáo dục thì tiếp tục tăng trưởng mạnh với cái lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 30%. Thì với kịch bản mảng phần mềm dần lấy lại cái đà tăng trưởng mạnh trước đó, thì chúng tôi hy vọng rằng là lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế loại trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát, cổ đông thiểu số, thì tức là cái lợi nhuận này là thuộc về cái cổ đông sở hữu cổ phiếu FPT đấy, thì đạt khoảng 5.300 đến 5.500 tỷ với cái tăng trưởng khoảng 22 đến 27% so với năm 2021. Thì cái định giá P forward cho 2022 là có 16 lần, tức là một cái mức thấp hơn rất nhiều so với năm 2021 và 2020. Tất nhiên so với quá khứ thì nó cao hơn rất nhiều, nhưng cái vị thế, tầm thế của FPT giờ đã khác xưa rất nhiều. Và chúng tôi đánh giá với cái mức định giá này là hấp dẫn cho việc đầu tư cổ phiếu FPT này với cái mong muốn đầu tư dài hạn. Và cũng trao đổi với quý vị rằng FPT là một cổ phiếu không phải để bán nữa ở AZFIN rồi. Chúng tôi đã cầm nó lên đến 9 năm và vẫn tiếp tục cầm. Và những khi giá hấp dẫn thì chúng tôi mua tích sản thêm. Đó. Cổ phiếu này vẫn hoàn toàn đáp ứng được một cái mức lợi suất khoảng độ 18 đến 25% một năm trong 3 đến 5 năm tới. Và rất xứng đáng để có một cái suất trong cái danh mục lâu dài của chúng ta. Đó, thì trên đây là tôi đã trình bày đầy đủ về tổng quan doanh nghiệp, đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là định giá và các cái câu chuyện. Có một cái điều rủi ro tôi cần chú ý ở đây. Đó là rủi ro ngắn hạn thôi. Thì trong quý 2 năm 2022 thì cái đồng yên bị giảm giá khá mạnh. Từ đó có thể tác động đến cái biên lợi nhuận, doanh thu này, lợi nhuận và biên lợi nhuận từ cái thị trường Nhật Bản. Bởi vì thị trường Nhật Bản đóng góp rất lớn, 40% ở mảng ngoài nước cơ. Thế thành ra nó cũng sẽ có tác động phần nào. Thì khiến cho cái kết quả kinh doanh quý 2 ấy, nó có thể tăng trưởng chậm hơn so với quý 1 khá nhiều. Tuy vậy thì cái việc giảm mạnh này thì nó theo AZFIN đánh giá thì nó có thể khó có thể giảm mạnh tiếp. Nếu mà trong tương lai nó lại hồi phục trở lại thì rõ ràng là AZFIN FPT sẽ được hoàn nhập cái mảng đỏ vào các cái quý tiếp theo. Tuy nhiên chúng ta đánh giá thì chúng ta đánh giá cái cốt lõi của doanh nghiệp là chính. Thì FPT đang phát triển rất tốt. Thậm chí càng to thì tăng trưởng của nó lại đang tăng mạnh. Thì trên đây là những cái nội dung tôi đã trình bày đến quý anh chị về việc cập nhật cũng như đánh giá kết quả kinh doanh và có khuyến nghị đầu tư. Và chúng tôi có những cái miễn trừ trách nhiệm thì mong quý vị có thể đọc kỹ ở đây. Và ngoài ra thì cũng chia sẻ với quý vị là AZFIN đánh giá cổ phiếu dựa trên cái tiêu chí đầu tư dài hạn, chứ không bao giờ chúng tôi sử dụng cái việc là lướt sóng hay là đánh nhanh, thắng nhanh. Chúng tôi hướng đến đó là đồng hành cùng những doanh nghiệp tốt để từ đó hưởng lợi, kiếm lợi nhuận, sinh lời từ cái việc doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong tương lai, góp một phần vào phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng chuẩn chỉ, minh bạch, hiệu quả và tiền đổ đúng vào những cái doanh nghiệp tốt. Đúng không? Thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung tiếp theo.